Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy phun thuốc chạy điện. Đây là máy thiết kế cũng khá đơn giản, sử dụng cũng được khá đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn nhấn nút. Ở đây là nút nguồn của máy. Trong cái dây ra. Đây là cục sạc. Khi sạc pin thì làm thành cái này ra. Gắn đầu sạc vào và sạc, ngoài ra đồng hồ hiển thị chỉ số pin, khi mà đầy thì đồng hồ sẽ vặn lên mức cao. Trong quá trình sử dụng máy thì ở đây nó sẽ có hai cái nút, một là khi ta sử dụng nút vặn này thì ta sẽ không sử dụng nút nguồn đó. Khi đã tắt nút vặn này, ta sẽ mở nút nguồn. Có hai nút nguồn khác nhau. Nó sử dụng nút này thì không cần thiết sử dụng nút nào. Bây giờ tiếp theo là tới cần phun. Ở đây là tay cầm. Cái van này khó mở nước. Bây giờ ta sẽ lắp cái cần nối vào. Đây là cần nối. Ở đây là cần nối phía trên cái gắn đầu phun. Nó có 3 lỗ phun khác nhau và tầm dài khoảng 1 mét. Rất là dài, thích hợp cho việc phun trên cao. Ở đây là cái thanh gác cần nối. Khi không sử dụng thì sẽ tháo cầm và gác trên này. Rồi phía sau là dây đai ta móc ở chỗ này, móc dây đai ở phía sau, cái này gắn ở trên. Đây là dây đai. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình.